À, có vài thông báo quan trọng. Một là sáng 28 mọi người vẫn tập trung ở đây bình thường, sau đó là chúng ta sẽ tiến hành dọn dẹp trang thiết bị máy móc vệ sinh công ty. Đó là chiều mọi người ai về quê thì về, ai không về quê thì lấy tiền mà đi đá. Còn năm nay thì do Covid thì tình hình kinh tế khó khăn, vì thế nên anh em chỉ có nhận quà bánh rồi về. quá. Tiên là mời bạn Linh Trần. Ủa, sao rồi? Mình đi đây. Bạn nè Linh Trần với gia đình người thân hạnh phúc. Tiếp theo là Tuấn Ngọc. Tuấn Ngọc đâu? Còn Tuấn Ngọc là nó mang nghe gì ạ? Tuấn Ngọc thì vừa mới đi Canadian về. Thì bên đấy là luyện cannabis thì bây giờ. Chúng sống hòa hợp với nhân loại nhá. Không, cái này đủ mua giày, nhưng mà giày thực đỉnh nhá. Cao Thái Sơn, ca sĩ không công nhận mình là người độc tính. Anh này là quê hương là đến từ Indonesia đấy anh em. Đấy, ok. Kali. Ôi ơi, đây rồi. Rồi kia là mày trả cái AirPods cho tao. Ê, 14 triệu vừa mua. Thế tao giữ lại cái này. Ê, thôi. Tí mắt sai rồi, ok. Cảm ơn anh em nhé. Ra kia hệ khói. Đây rồi. Quạt đúng anh. Chưa hết cho mày đúng không? Không, cái chỗ đấy là anh để tí ra cho hỏa táng ngoài kia. Đúng không công táo? Đây quạt đúng anh. Năm nay thì phải ăn Tết Hà Nội. Thằng này quên người Quảng Ninh rồi. Năm nay phải ăn Tết Hà Nội thì chúc mẹ sự chúng ngay là chuyến về ấm yêu thời gian rồi. Sớm có cháu đầu năm nay là hộ khẩu Hà Nội em nhá. Hưng Khúc. Đấy, các bạn biết rồi, thấy là một cúc nha. Chúc Hưng Khúc năm nay sớm có thêm người yêu. Lê Công Minh Khôi thì mình xin kia xin phép là bóc qua vòng ngoài ra để mình lấy nợ người ta. Đúng, tí nữa chuyển khoản. Đầu tiên là nợ 3 triệu thế này đúng không? Đúng rồi. Em cắt cái đoạn của em rồi. Đoạn gì ấy nhở? 237. Đúng rồi, chưa biết sao. Chúc cho Khôi sớm hồi phục lại giọng nói của mình nhá. Em rap được chứ. Rapper Nguyễn là Văn Việt ạ. Việt đâu rồi? Đây em đây. Việt là có sáng tác tham gia cái này của một nhỉ, kiểu tóc là các bạn đã biết rồi. Chú Việt là năm nay tập gym khỏe hơn nữa so với năm ngoái và đi bê đồ nhá. Đức Mạnh. Đấy, chúc mừng Mạnh nhá, năm mới vui vẻ nhá. Mạnh là thành viên mới. Ok. Tiền này là đủ trả cho công an sáng nay. Khắc Cường ạ. Khắc Họa đâu rồi? Hoàng tử đi làm đâu rồi? Chúc cho Ninh thì Ôi, em có hai cái à? Ninh có người yêu chưa? Em chưa. Năm nay hy vọng sớm có người yêu nhá. Chúc cho em cưới luôn. Anh sẽ cưới luôn à? Vâng, cưới luôn. Quốc Hải. Đây rồi, sếp đợi em tí. Chúc cho Hải năm nay cũng sớm có người yêu nhá. Hải là editor kênh Minh Xôi nhá các bạn. Editor kênh Nhảm Nhí. Cao Bách đây. Mình xin phép giữ lại vì là nợ mình còn ai muốn tóc ở lớp. Mất tên đấy. Đấy, thì chúc cho Bách năm nay cũng sớm có người yêu. Nếu có người yêu rồi thì người yêu bán thật chạy các cái loại hàng hóa, những cái gì mà đang bán. Trung Kiên. Nguyễn Trần Trung Kiên. Các bạn thấy Kiên hôm nay là cơm lê cà vạt là không có, nhưng mà sơ vi rất tỉnh tèm. Đấy, bảo là có được bạn gái gửi hoa tặng chúc mừng năm mới. Kiên nợ xin 700. Quá. Có hai người tên Hương ạ? À? Hương thì năm nay vừa mới lấy chồng, nên anh chỉ có thể chúc là mẹ thì các bạn quá rõ rồi, thì chúc con vuông nhá. Năm nay có đứa đầu lòng phát là con trai. Ôi em cảm ơn đây. Hải Dỡ. Hải Yến. Chúc chị Yến năm nay chưa có người yêu, chỉ sớm có người yêu. Là Tết phát cưới luôn. Còn nếu không thì... Rồi, cưới luôn. Nhưng mà Tết năm nào thì chưa biết đúng không? Vâng. Chúc chị Yến nhiều sức khỏe và niềm vui nhá. Đinh Hà Đăng. Ô, Đăng chỉ có một cái thôi mà, không có hai cái. Nào, chị Đăng thì tôi không có thưởng Tết, chỉ có phong bì lương này. Chúc em năm mới vui vẻ. Không gì nữa đâu. Tôi chỉ bắt đúng hai ngón rồi. Rồi, Phó Văn Tú cũng một người Nam Định khác. Kìa, Phó Giám Đốc. Phó Giám Đốc.
Tại sao các bạn hỏi anh Tú mãi không lên được giám đốc? Tại vì anh họ Phó các bạn. Không ai muốn ghi là giám đốc Phó Văn Tú, nghe nó kiểu sai sai. Ngày xưa chắc anh đi làm được Phó đúng không? Mày đừng có mà hay ngón. Hay ngón là việc của em hả? Chúc cho Tú ra tiết thứ vương kiểu điêu đi sao mất. Anh chơi khoai tây thật nhưng mà Huy Thành à? Này, chúc mừng Thành nhá. Có nợ gì nhau nhỉ? Mày là cái gì nhỉ? Em không nợ, em không nợ sẽ 10 triệu đâu. Thế anh rồi. Thế anh là editor của kênh Pazo Câu Chuyện. Mà Pazo thì hiện tại là do là nằm trong diện tình nghi corona nhưng mà đã không bị. Nhưng mà dù sao thì đại diện không liên quan đến Thế Anh. Thì chúc Thế Anh năm mới nhiều sức khỏe và niềm vui. Chúc kênh Pazo ngày càng phát triển. Ui, còn dư nhiều quả đấy. Còn lại là của mình. Thì như vậy hôm nay chúng ta còn có đón chào một vài thành viên cũ. Úi dồi ôi, bên đây là... Cái gì của em, phải có phong bì chứ. Làm gì có, đây là Linh Đan. Người vừa đi... Người vừa đi ngoài đất nước về nha các bạn. Thì... Ủa, khoan đã, cách ly 14 ngày đúng không? Cách rồi. Cách ly 14 ngày về, Linh Đan hiện tại chúng người yêu. Và xin giới thiệu người yêu Linh Đan. No, không phải. Đức Cấp cũng là thành viên cũ công ty, hiện tại đang chuyển sang mảng là bất động sản cho thuê làm web rồi các thứ linh tinh. Và nhận thuê làm người yêu. Thì hy vọng không phải nhé các bạn nhé, mình vẫn xin tuyển người yêu nhé. Qua video này chúc anh em có một Tết vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Hãy nhớ là hãy tránh xa corona và hãy ở nhà xem YouTube. Hẹn lại bạn các video lần sau. Hãy đi cho cẩn thận hoặc mày chết tao. Xin hãy subscribe, xin hãy subscribe, xin hãy subscribe. Xin hãy subscribe, xin hãy subscribe.